Shop gốm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship và chính sách bán hàng của shop là sẽ không bao phí ship. Quý khách vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích quý khách gọi bằng số Zalo để dễ dàng lưu lại thông tin và tiết kiệm chi phí. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày chủ nhật nghỉ. Quý khách xem video xin vui lòng nhấn like, chia sẻ và đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái cốc crop của thương hiệu Noritake. Đây là một những thương hiệu sứ danh tiếng và lâu đời của Nhật, với cả họa tiết rất là tinh tế, vẽ vàng. Đây là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Cốc rất là dễ thương, cốt dày nặng, men bóng rất đẹp, cao 7, đường kính miệng 6, đường kính thân to hơn. Mã sản phẩm là H1, giá 70k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà xứ xưa đến từ cái hãng Kutani, của dòng xứ Kutani. Vẽ cái chủ đề Trúc Lâm Thất Hiền với cái cảnh một người đang ngồi quạt trà. Đây là cái bếp than và lượng thơ. Họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo, bên trên vành được viền vàng. Đây là cái ấn truyện xương của dòng Kutani. Tôi thấy là cái lòng là cái vết thời gian rất là rõ, qua những cái vết oxy sắt đó nó tạo nên những cái nốt ruồi. Chén này lành cao 4, đường kính 8, mã sản phẩm là H2, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà sứ cũng đến từ cái dòng Kutani. Đây là một cái ly trà sứ xưa, dáng hay, vẽ sơn thủy, đặc biệt là cái màu men xanh lá cây kết hợp với cái màu vàng. Vàng là cái được vẽ bằng cái vàng thật. Vẽ một cái ẩn sĩ đang ngồi bên cái vách núi. Thân ly có một cái vết rạn rất là cũ rồi và đã được cái cửa chủ nhân trước là dán lại. Và lồng đã hiện rõ cái màu thời gian. Ly được vẽ tay rất là tinh xảo, bên cạnh có cái bài thơ. Đây là cái ấn truyện của dòng Kutani và chúng ta thấy cái trôn đó rất là cũ rồi, rất là sâu tuổi. Ly cao 7, đường kính 6.5, mã sản phẩm là H3, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái cặp bát cơm hay là chén cơm của dòng sứ Arita. Dáng hay, vẽ hoa tinh tế, cốt sứ tốt với nước men rất là đẹp. Chén cao 5.5, đường kính 12, mã sản phẩm là H4, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam rất là to. Bên ngoài vẽ hoa văn, lòng vẽ hoa văn sóng ốc, nhìn rất là độc đáo. Họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Đặc biệt cái tô này là cốt rất dày, sắc nặng. Tiếng gõ nghe đanh.
Đây là sản phẩm của dòng Adidas. Tô rất là to, thực tế bên ngoài to rất là to. Cốt dày nặng. Cao 8, đường kính 21, mã sản phẩm là H5, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cốc sứ rất là đẹp, vẽ hoa hồng tinh tế, điểm cái vệt đen đó trên cái nền men sứ trắng rất là đẹp, phía trong lòng cũng được vẽ hoa hồng. Dán rất là sang. Cao 9, đường kính 805, mã sản phẩm là H6, giá 800k 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô sứ ngũ sắc đen, vẽ bướm và hoa, họa tiết được vẽ vàng rất là tinh xảo, lòng cũng có vẽ hoa văn. Đặc biệt các cái dòng ngũ sắc đen đó thì men bóng rất là đẹp. Cốt dày nặng. Tô cao 7, đường kính 15.5, mã sản phẩm là H7, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô sứ xưa, lòng vẽ hoa cúc, đặc biệt là họa tiết được vẽ bằng men nổi và những cái đó hoa hay là những cái điểm đó được vẽ bằng vàng thật rất là tinh xảo. Chúng ta thấy những cái điểm này nè, được vẽ nổi, cánh hoa được vẽ nổi và cái nhụy đó được điểm bằng vàng thật, và bên đây vẽ vàng trên cái nền men đỏ, viền cũng được vẽ vàng rất là tinh xảo. Cốt dày nặng. Cao 5, đường kính 15.5, mã sản phẩm là H8, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp tô phu thê. Ở Nhật thì chúng ta thấy trong cái gốm sứ Nhật đó, nó có cái điểm độc đáo, đó là các dòng phu thê. Tô phu thê, ly phu thê và chén phu thê. Đây là một cái điểm rất khác biệt so với những cái phong cách của những cái gốm sứ của những cái quốc gia khác. Tô này được vẽ một cái ảnh, một cái mái nhà tranh trong một cái rừng trúc, phía bên trong có một cái người giống như là ẩn sĩ vậy đó. Đặc biệt là cái tô này được vẽ rất là đẹp và cái màu men cũng rất là đẹp. Bên đây là một cái cổng nè, cái cổng bằng tre. Trong đây là cái rừng tre, rừng trúc đó. Và đây là một cái hình một cái người ngồi ở trong cái ngôi nhà. Họa tiết được vẽ rất là đẹp và màu men cũng rất là đẹp. Và tô này chúng ta thấy trên cái mặt tô đó là hiện rõ cái màu thời gian. Cái tô lớn nó có cái vết mẻ và vết rặn rất là cũ. Cái tô nhỏ thì nó có cái vết lỗi men. Cái vết lõi men nó khuyết vào trong cái cốt sứ. Giờ chúng ta thấy cái tô này thì nó hiện rất rõ cái màu của thời gian. Chúng ta thấy là cái vết khờn trên cái mặt men nè, vết mà thời gian nó tác động đó. Tôi thấy cái vết oxit sắt hiện rất là rõ trên cái mặt của tô lớn. Bên ngoài cũng được vẽ rất là tinh xảo. Kích thước của tô lớn là cao 7.5, đường kính 18.5. Tô nhỏ cao 6.5, đường kính 16, mã sản phẩm là H9, giá 300k trên cặp.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà gốm Satsuma cổ. Đây là một cái dòng, một trong những cái dòng Satsuma trắng, Satsuma xưa đó. Ấm này dán rất là hay, dán truyền thống rất là chuẩn, vẽ cây trúc, trúc tượng trưng cho người quân tử. Thì chúng ta thấy cái vòi nó đã thấm cái màu của thời gian, và trên cái mặt men này chúng ta thấy cái màu thời gian là hiện rất là rõ. Ấm được chế tác rất là tinh xảo, nắp khít, và cái men, cái màu này thì chúng ta thấy là con người không thể tác động, chỉ có thời gian mới có thể tạo nên cái màu men nó trầm, nó đẹp như thế này. Bên trong có cái chữ ký của nghệ nhân, bên trong cái nắp nè rất là rõ, và phía trong của nắp đó nó có cái hai cái vết mẻ cũ rất là nhỏ, nên không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ cũng như là chức năng. Và cái lọc được làm rất là đẹp. Ấm này dung tích khoảng 100 ml, ấm khá nhỏ để vừa trên lòng bàn tay. Và cái phong cách vẽ này thì nó không vẽ vàng như thường gặp trên dòng Satsuma, nó mà nó vẽ theo cái lối là thủy mặc. Ấm này giống như là gần như là lành nguyên, chỉ có phía bên trong cái vành của nắp đó, nên nó cũng không ảnh hưởng gì về chức năng cũng như thẩm mỹ. Mã sản phẩm là H10, giá 800k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tước xứ xưa, có anh chị gọi là tước, còn có anh chị gọi là cái chén cổ bồng. Tước này với cái màu men lam rất là độc đáo, và cái màu men này thuộc cái màu men lam giống như là gần như cổ, tức là chúng ta thấy cái trôn nữa nè. Trông rất là đẹp, thấm cái màu thời gian. Cái trôn này, cái màu của cái trôn đó nó tương đồng với cái màu của cái nốt ruồi, là cái nốt vết oxit sắt nè. Và trên phía trên này nó có cái vết rạn nhẹ. Lòng vẽ hoa dây, và lòng chúng ta thấy cái vết oxit sắt rất là nhiều. Những cái này thì những cái sản phẩm mà phẩm cổ hay là giả cổ thì không thể làm được. Có thể làm được cái vẻ thâm đen, nhưng mà không thể làm được cái màu mà men nó lên nước cũng như là cái vết ruồi. Cốt dày nặng, men bóng rất là đẹp. Tước này cao 10. Đường kính 12.5 gần 13, mã sản phẩm là H11, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tách sứ đến từ thương hiệu Noritake. Cái tách này thì bên ngoài nó rất là to hơn nhiều so với các tách trà. Tách này có thể là sử dụng được uống uống cà phê nóng đó. Cái điểm đặc biệt của tách này, đây là một cái dòng sản phẩm được sản xuất vào khoảng thập niên 50-60, và mang cái phong cách châu Âu. Và cái dòng sản phẩm này rất được các anh chị mà sưu tầm đồ sứ Noritake cũng như đồ sứ Tây đó. Thật ra những cái tách này thì giá trị nó đó, nếu mà đúng sưu tầm thì nó không thua những cái sản phẩm mà tách qua hồng của anh. Vì đây là những cái phiên bản mà giống như phiên bản giới hạn vậy đó, được sản xuất vào thập niên 50-60, và nó được bảo quản cái tình trạng gần như là hoàn hảo. Và viền này là được mạ bằng vàng thật. Cái màu men đỏ rất là đẹp.
Sản phẩm này sử dụng trưng bày hay sưu tầm đều rất giá trị. Cao 7, gần 7.5, đường kính 9. Dĩa đường kính 15.5, mã sản phẩm là H12, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ trà đến từ thương hiệu Noritake, là một cái bộ trà Tây mang cái vẻ cổ điển của châu Âu. Và bộ này thì cái dáng bình rất là to, bình to, cao, mang cái phong cách cổ điển chuẩn của châu Âu đó. Rất là sang, dáng ấm rất là sang. Và cái bộ này thường là những cái bộ này được xuất sang thị trường châu Âu hoặc Mỹ, dùng cho những cái gia đình quý tộc đó. Nó phục vụ cho những cái buổi trà chiều đó. Ở văn hóa Tây thì họ có như Anh, hay đặc biệt là Anh đó, hoặc là những cái gia đình mà gốc Anh thì họ sử dụng những cái hay tổ chức những cái buổi tiệc trà chiều. Và những cái bộ trà này thì rất là có giá trị về mặt thẩm mỹ, văn hóa hay là để sưu tầm. Đây là một trong những cái phiên bản được sản xuất vào khoảng thập niên từ 40 tới 60 của thế kỷ 20. Và nó được bảo quản rất là tốt. Viên này là được mạ bạc, vẽ hoa dây truyền thống rất là đẹp. Đây là cái kiểu hoa dây đặc trưng của những cái bộ trà Tây. Tuy là sản xuất lâu nhưng mà tình trạng nó gần như là hoàn hảo, rất là đẹp. Tách cao 5.5, đường kính 6.5, dĩa lót đường kính 12.5. Cái cốc rót cao 8.5, đường kính thăng 8.5. Cái ấm này dung tích khoảng 1 lít, gần 1 lít. Tính luôn cả nắp là cao 19. Chiều rộng là khoảng 22, ấm rất là to, cao. Cái bộ này nếu mà trọn bộ á, đầy đủ mà 5 bộ tách đó, là cái bộ này rất là nhiều tiền. Cho nên nếu các anh chị mà sưu tầm đó thì có thể các anh chị sẽ sưu tầm từ từ. Ví dụ như chúng ta mua cái bộ này lẻ như thế này thì giá nó mềm hơn. Và chúng ta sưu tập thêm những cái bộ tách, thì những bộ tách lẻ thì nó sẽ không có mắc. Cho nên là chúng ta sẽ được một cái bộ rất là có giá trị nhưng lại cái giá rất là tốt. Cái mã sản phẩm của bộ này là H13, giá 2.000k. Và các anh chị sưu tập gốm sứ thì chúng ta có thể là mua ở nhiều giai đoạn với cái nhiều cái shop khác nhau, thì chúng ta sẽ có được những cái sản phẩm ưng ý với cái giá tốt nhất. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố men lam xưa, vẽ một cái cổng đền thần đạo, bên cạnh là cái rừng tùng. Chén dáng rất là hay, họa tiết được vẽ tay trên thân chén cũng như là nắp. Nắp có cái vết mẻ như hình. Bên trong cũng vẽ cái đồi, có hai cái cây tùng. Và chúng ta thấy cái vết, đây cái nốt ruồi nè, là những cái vết rỉ sét đó, nó tạo nên cái nốt ruồi. Vết rỉ sét đó là do cái oxit sắt trong cái khoáng trải qua thời gian nó bị oxy hóa. Họa tiết vẽ tay rất là đẹp. Chúng ta thấy cái đáy nè, hoa văn dưới đáy là những cái sản phẩm xưa, nó mới có những cái hoa văn, vẽ những cái hoa văn như thế này. Đáy cũng có cái vết mẻ rất là cũ. Men đẹp, cốt sứ rất là đẹp.
Chén này cao 8.5. Đường kính 11, mã sản phẩm là H13, giá 130k. Loại H14, giá 130k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình men ngọc xưa Celadon. Trên thân vẽ một cái bài thơ bằng thư pháp với cái lối chữ cổ. Chữ được viết rất là đẹp. Và chúng ta thấy trên thân này là hiện rất rõ cái vết, những cái nốt ruồi là cái vết oxit sắt đó nó tạo nên. Cốt dày, nặng, men bóng rất là đẹp. Cao 12.5, đường kính miệng 2.5. Dòng thân 20, mã sản phẩm là H15, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà tử sa. Rất là đẹp. Đặc biệt, cái điểm đặc biệt của cái ấm này đó là cái quai được làm liền thân, rất là độc đáo. Và chúng ta biết các anh chị mà chơi ấm thì cũng biết là những cái ấm tử sa là được chế tác hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo, và chỉ những cái nghệ nhân có tay nghề và kinh nghiệm rất cao mới có thể chế tác, và trên thân được khắc thư pháp. Và đặc biệt những cái quai liền này nè thì nó yêu cầu cái chế tác cao hơn. Bên đây là cái mặt bên này thì khắc một cái nhánh đào, một cành đào rất là tinh tế. Sở dĩ tại cái quai liền nó đòi hỏi cái kỹ thuật nó khó hơn, là do nếu mà làm xử lý không tốt hay là không có kinh nghiệm thì khi mà nung đó nó dễ bị vên hay là nó bị nứt cái quai. Ấm được chế tác rất là tinh xảo, ấn tượng rất là đẹp. Bên trong nắp là có hai cái ấn tượng, do cái đèn hơi khó thấy, các anh chị thông cảm. Có cái độ rung là cái camera nó khó nhìn. Đây, bên ngoài thì cái chuyện nhìn rất là rõ, nhưng mà trong hình thì trong video thì hơi khó thấy do cái góc độ của ánh sáng. Ấm này dung tích khoảng 150 đến 200 ml. Mã sản phẩm là H16, giá 1.500k. Rất hiếm áo gặp ấm tử sa mà dán lai quai liền thân như thế này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái, có thể gọi là một cái tác phẩm rất là đẹp và độc. Đó là một cái dĩa trưng bày chất liệu là gốm. Và cái dĩa này vẽ hoa đào, nhưng mà họa tiết không phải mà là vẽ mà được đắp nổi, nhìn rất là ấn tượng. Họa tiết được đắp nổi ở ngoài nhìn đẹp hơn trong hình rất là nhiều, do ở đây cái ánh sáng đèn nó chá mạnh quá, chúng ta nhìn không được cái màu sắc cũng như là cái vẻ mộc mạc cũng như độc đáo. Đây chúng ta thấy những cái đóa hoa này nè, và cành hoa này là được đắp nổi tạo hình xù xì. Tuy nó xù xì nhưng mà nhìn lại rất là tinh tế. Cái điểm độc đáo của người Nhật khi mà họ chế tác ra những cái tác phẩm gốm đó
nhìn nó xù xì, thô ráp nhưng lại cực kỳ tinh tế. Chúng ta thấy những cái đóa hoa, những cái cành hoa được đắp nổi và phủ cái men rất là độc đáo, và trên cái mặt gốm đó nó có những cái vết men trổ đồng, giống như cái vết trổ đồng vậy đó, nhìn rất là hay. Và những cái sản phẩm này thường là những cái sản phẩm độc bản, không có cái thứ hai. Và ngay cả cái nghệ nhân thì nếu mà làm cái thứ hai cũng không thể nào mà làm ra được cái giống hệt như vậy. Đây là cái chữ ký của nghệ nhân, cốt dày nặng. Sản phẩm này mà chúng ta trưng bày thì ví dụ sẽ không thể nào gặp lại cái sản phẩm thứ hai. Đó là cái điểm đặc biệt của các cái dòng gốm thủ công. Và ở chỉ những cái nghệ nhân mà có cái tài nghề và cái kinh nghiệm mới có thể tạo ra những cái sản phẩm đẹp như thế này. Này giống như là một cái tác phẩm kết hợp giữa gốm và điêu khắc. Đường kính là 31.5, gần 31.5, 31, hơn 31. Mã sản phẩm là H17, giá 2.500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly men lam xưa. Thường cái ly này, cái ly vẽ chủ đề Trúc Lâm Tắc Hiền. Thường cái dòng này thì lúc trước được sản xuất cho thị trường Việt Nam, được người Nhật sản xuất cho thị trường Việt Nam vào khoảng cái thập niên những năm 1945 đó. Nhưng cái ly này nè thì nó lại không có mỏng, giống như kiểu mà những cái sản phẩm chén hay dĩa mà ở Việt Nam chúng ta đó. Cái ly này thì nó dày hơn, men nó bóng hơn. Vẽ chủ đề Trúc Lâm Thất Hiền với cái phong cách là nhìn rất là Nhật Bản, hoặc ấm trà kiểu Nhật. Giờ chúng ta thấy rồi, trong cái lồng đó nó cũng hiện rõ cái vết mà ô xích sắt đó. Cái ly này nhìn chung thì nó sâu tuổi hơn cái dòng năm 1945 mà nhập về cho thị trường Việt Nam. Cái đó, cái mặt hàng đó là người Nhật họ sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam. Cao 8, đường kính miệng 7, đường kính đáy nó to hơn tí. Mã sản phẩm là H18, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tống trà men lam. Và một trong những cái điểm đặc biệt của cái dòng men lam này nè là cái màu men lam nó rất là đặc trưng, nó không có xanh kiểu như men lam mà chúng ta gọi là men chàm đó, các anh chị sưu tập gọi là men chàm đó. Cái màu này nó lạ hơn. Và đây là một trong những cái dòng men lam rất đặc trưng của Nhật, với cái mút cốt sứ rất là bóng, rất là tốt. Các anh chị mà chơi trà Nhật đó, hay là các anh chị sưu tầm mà men lam Nhật rất thích cái dòng này. Và cái tống này tạo hình cái giống như một cái chiếc thuyền vậy đó, nhìn rất là hay. Cao 4, dài 9.5, tính luôn phía sau là 10, rộng 6.5. Mã sản phẩm là H19, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tác phẩm rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Đây là một cái dĩa cực to, đến từ một cái thương hiệu gốm rất là nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì rất nhiều các bạn nhà gốm hay là các anh chị đó là ít biết và ít có thể phân biệt được. Đây là cái dòng gốm Misako. Misako là một cái dòng gốm rất là đặc biệt và rất là giá trị. Cái điểm đặc biệt đặc trưng của cái dòng gốm này đó là cái màu men trắng kết hợp với nâu và những cái hoa văn màu nâu đỏ rất là đặc trưng.
giống như cái vết rỉ sét vậy đó, cái hoa văn màu nâu đỏ này nè. Đó là một trong những cái điểm đặc trưng của dòng Misako, và cái dòng này thì rất rất có giá trị để sưu tầm. Cái đĩa này rất là to, vẽ hoa trà cực kỳ tinh tế, hoa trà giống như là trà hay trà trà đạo của Nhật đó, là nó liên quan tới thiền tông, gắn liền với tổ sư Đạt Ma. Cho nên trong gốm xứ Nhật thường vẽ những cái chủ đề về hoa trà hay là những cái tích liên quan tới tổ sư Đạt Ma cho thiền tông của Nhật, cũng bắt nguồn từ cái thiền tông của Trung Quốc mà khởi nguồn từ tổ sư Đạt Ma đó. Và họa tiết, cái điểm độc đáo của cái dĩa này đó là cái hoa được vẽ bằng cái men rất là đẹp, rất là ấn tượng. Chúng ta thấy cái màu men nè, màu đỏ nâu giống như cái màu rỉ sét kết hợp, hay là cái màu mà màu gan gà đó. Và nó không hoàn toàn là cái màu đó không, mà nó lấm tấm và rất hiếm gặp những cái sản phẩm to và đẹp như dạng này. Cái này giống như là một cái bức tranh bằng gốm. Cái này mà khi mà chúng ta trang trí trong nhà đó, các anh chị treo hoặc là chúng ta dùng cái giá đỡ đó, thì nó giống như một cái bức tranh bằng gốm, và nó nhìn nó thì nó độc đáo hơn là cái bức tranh treo tường rất là nhiều. Một là cái giá trị về cái mặt thẩm mỹ, hai là cái giá trị về cái mặt sưu tầm, và đòi hỏi cái nghệ nhân rất là tay nghề rất là cao và có cái kinh nghiệm nhất định mới có thể tạo ra những cái sản phẩm to như thế này. Tại vì những cái sản phẩm to thì cái đòi hỏi cái độ khó, do nó rất dễ bị cong vênh hay là đứt rạn, cho nên những cái nghệ nhân phải lành nghề và có kinh nghiệm mới tạo ra những cái sản phẩm to như thế này. Và chúng ta thấy những cái sản phẩm của dòng Masiko nó ưa có những cái vết khắc, thường có những cái vết khắc xung quanh ở phía sau như thế này. Và cái dòng này ở Nhật nó rất là có giá trị và rất là đắt. Và các cái dĩa mà to đó thì các anh chị thường hay gặp cái dĩa ngũ sắc hay là dĩa sứ, rất hiếm gặp cái dĩa mà bằng gốm, chất liệu là gốm mà to như dạng này. Đường kính là 39 năm, gần 40, như 40 đi, 40, đường kính 40. Mã sản phẩm là H20, giá 2000k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an bằng đồng của Nhật. Đáy có cái ấn triện và cái khắc cái chữ ký của nghệ nhân. Và ở đây chúng ta thấy cái vết búa gò nè, tạo nên cái hoa văn nhìn rất là độc đáo. Cái an này được chế tác rất là tinh xảo, dán thanh, cao 9.5, đường kính miệng 9.5, gần 10, hơn 9.5, 9.8, đường kính 3, dòng bụng là 34.5, mã sản phẩm là H21, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chuông đồng của Nhật. Hai cái chuông bằng đồng của Nhật chế tác rất là tinh xảo, âm thanh nghe rất là hay. Tiếng thanh và kéo dài vang vọng rất là lâu. Bên ngoài nếu mà thực tế bên chuông này cao 4
đường kính 8, mã sản phẩm là H22, giá 250k trên cái, có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà tử sa. Ấm trà tử sa rất là đẹp. Tạo hình con dê là tuổi Mùi trong 12 con giáp. Hai bên cái thân nó cũng tạo hình một cái hình mà cái đầu con dê cách điệu đó, với hai cái sừng hai bên. Và cái tay cầm cũng vậy. Và thấy nhìn rất là độc đáo, và cái vòi cũng vậy, tạo cái hình cái đầu của con dê nhìn rất là ấn tượng. Và chúng ta thấy cái tượng dê trên nắp nè, được khắc rất là tinh xảo. Tượng dê được khắc rất là tinh xảo. Được tạo hình thủ công khắc đó. Và cái nắp để thông khí, là cái lỗ thông khí nó nằm ở phía trước của con dê. Bên trong nắp nó có cái ấn triện. Ấn triện này nó cùng ấn triện với cái ấm hoa đào hôm thứ bảy. Cốt đất rất là tốt. Màu đất gan gà rất là đẹp. Đáy có ấn triện. Đây thì khó thấy cái. Lọc làm rất là đẹp. Ấm này dung tích khoảng từ 180 tới 200 ml. Ấm này dung tích khoảng từ 180 tới 200 ml. Mã sản phẩm là H23, giá 850k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà sứ men lam. Dáng rất là độc đáo. Vẽ hoa cúc và hoa lan. Ấm men lam xưa. Họa tiết được vẽ nổi rất là tinh xảo. Và được vẽ thủ công rất là đẹp. Màu men lam rất là đẹp. Những cái đóa hoa là được vẽ nổi. Bên trong lọc là 7 cái lỗ tạo hình cái đóa hoa mai rất là đẹp. Cái ấm này thì có thể là tuổi nó cũng đã khá cao hay sao đó, mà cái quai nè, là nó cái phần kim loại của quai nó hư rồi, chỉ còn lại cái phần rễ trúc thôi. Cái rễ cái này, cái quai là nó làm từ cái rễ cây trúc. Cho nên các anh chị về có thể là chỉnh cái phần kim loại này lại, có thể gắn bằng đồng hay gì đó để cho nó được bền hơn và nó đẹp hơn. Nhờ một cái anh chị nào mà tay khéo khéo chút đó, quấn sử dụng cái móc bằng đồng hay gì đó để chúng ta gia cố lại cái móc này, nó sẽ đẹp hơn. Ấm này dung tích rất nhỏ nha, ấm này nhỏ, dung tích khoảng 120 ml à, 120 tới 150 à, 120 đến 150 ml. Mã sản phẩm là H24, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà tử sa rất là đẹp, dáng chuẩn. Đặc biệt ấm này là bé xíu à, ấm này nếu mà dung tích thì khoảng chắc 80 ml quá, 50 ml à. Ấm này dung tích 50 ml, ấm này dùng cho độc ẩm.
Nó rất là đẹp. Màu đất gan gà cực kỳ đẹp, đất bóng, chế tác rất là tinh xảo, nắp rất là khít. Các anh chị mà chơi ấm trà thì nhìn cái cốt đất là biết là một sản phẩm rất là chất lượng. Màu đất sậm bóng, và cái sản phẩm này là được sản xuất riêng cho cái thị trường Nhật Bản. Chúng ta biết ấm Tử Sa là cái dòng ấm rất nổi tiếng của Trung Quốc, và cái đây là cái giấy được sản xuất cho một cái thị trường riêng để bán ở Nhật Bản, cho nên cái giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là cái giấy chứng nhận của nghệ nhân là được viết bằng tiếng Nhật. Ấm này là còn mới nguyên và được bán ở một cái cửa hàng của Nhật Bản. Ở đây họ xưa nè, có cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật luôn. Bên đây là cái giấy chứng nhận của nghệ nhân. Ấm này được chế tác rất là tinh xảo và chúng ta thấy cái màu đất rất là đẹp. Anh chị mà chơi trà ấm chứ ấm ấm từ xa thì nhìn cái chất liệu đất này thì có thể là biết được cái phần nào thì cái chất lượng của ấm này rồi. Rất là đẹp. Ấm này dung tích khoảng 50 ml, mà sản phẩm là H25, giá 1.200k. Phiên bán hàng của ngày 7 tháng 3 năm 2022 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.